Máy bay của chúng ta sắp hạ cánh. Quý khách kiểm tra lại dây an toàn được cài chặt, dựng lưng ghế thẳng đứng, cài bàn ăn phía trước và mở tấm che cửa sổ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Please ensure that your seatbelt is fastened, your seatback is upright, your tray table is secured, and your window shade is open.